Gần 2 tháng trước, Đức Giáo Hoàng Francisco có chuyến thăm Hoa Kỳ. Chuyến viếng thăm này đã để lại dồi dào cảm xúc nơi nhiều người Mỹ, trong đó có một bé gái bị u não ở Philadelphia. Giờ đây, cha mẹ của cô bé kể lại câu chuyện mà họ tin rằng đó là một phép lạ sau chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng. Đó là nụ hôn mà cha mẹ của bé Gianna Maxintonio gọi là phép lạ. Họ tin rằng nụ hôn của Đức Giáo Hoàng lên trán cô bé đã giúp khối u trong não của Gianna teo đi một cách nhanh chóng. Tôi nghĩ rằng tất cả là ý Chúa. Tôi tin rằng Đức Giáo Hoàng là một sứ giả của Thiên Chúa. Cô bé 1 tuổi Gianna có một khối u não hiếm gặp và không thể giải phẫu được. Các tế bào máu đã ăn mòn thân não của cô bé chỉ vài tuần sau khi sinh và vì thế cô bé không thể phẫu thuật được. Gia đình Maxintonio đã chờ đợi trước hội trường độc lập ở Philadelphia với hy vọng được nhìn thoáng qua cuộc diễu hành của Đức Giáo Hoàng, nhưng họ đã nhận được nhiều hơn thế. Người đàn ông bế cô bé Gianna lên cho Đức Francisco hôn chúc lành là Domenico Gianni. Dominic cũng là tên anh trai của Gianna và gia đình Maxintonio tin rằng sự trùng hợp trên là một dấu hiệu khác cho thấy sự can thiệp của Thiên Chúa. Đây là kết quả chụp não hồi tháng 8, trước khi cô bé được Đức Giáo Hoàng hôn chúc lành. Và đây là kết quả chụp não vào tháng 10. Bạn khó mà thấy được khối u não, các ảnh chụp khác chỉ cho thấy các đốm mờ. Hai kết quả chụp cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Ảnh phía bên trái là trước lần Đức Giáo Hoàng hôn cô bé, trong khi ảnh phía bên phải là sau lần Đức Giáo Hoàng hôn cô bé. She's getting better and stronger. Sức khỏe cháu bé đang tiến triển tốt và cháu cũng khỏe hơn. Cháu bắt đầu biết mi gió và chỉ vào những đồ vật. Gianna được mang tên vị thánh người Ý Gianna, một vị thánh hiện đại qua đời năm 1962. Con gái của thánh Gianna đã gặp cô bé Gianna trong những ngày Đức Giáo Hoàng viếng thăm. Cha mẹ tin vào tương lai tươi sáng của Gianna và họ luôn mong mỏi để có thể nói với cô bé về sự kỳ diệu mà một nụ hôn có thể làm được. Năm ngoái chúng tôi còn phải chăn trở về những bệnh tật của Gianna. Giờ đây, chúng tôi thực sự hưởng thụ cuộc sống với cô bé.